liệu có một chiến thắng cho giành cúp không khi Huy Hoàng vẫn đang rất lì lợm. Tiếp tục là một seri đòn, một seri đòn cho Danh Quốc. Và đã có đông vào kỹ thuật cho Danh Quốc. Đang được theo dõi trận đấu ở hạng cân 57kg giữa Danh Quốc và Lê Huy Hoàng. Danh Quốc là võ sĩ ở góc đài xanh và Huy Hoàng là võ sĩ ở góc đài màu đỏ. Pha trụ của Huy Hoàng áp sát rất nhanh. Đòn chọ chính xác của Lê Huy Hoàng. Nỗ lực quật ngã của Lê Huy Hoàng. Huy Hoàng đang cố gắng đưa Danh Quốc xuống đất. Những nỗ lực của anh đã bất thành. Một cú đạp rất nặng của Danh Quốc. Những cú đá vô cùng mạn nhạn của Danh Quốc về phía Huy Hoàng. Ngay lập tức Danh Quốc đáp, Huy Hoàng đáp trả vào cầu quốc. Phá trụ nặng cơ, nặng đòn. Danh Quốc võ sĩ có phong cách thi đấu như Conor McGregor. Từ tấn pháp, đòn tấn công đều rất giống. Lại là phá trụ từ Huy Hoàng. Đòn đá cao từ Danh Quốc. Danh Quốc đang có một cự ly thi đấu vô cùng ổn định. Và bây giờ Danh Quốc đã đưa đối thủ của mình xuống sàn sau một tình huống đấm vào mặt. Lợi thế thể hình đã được Danh Quốc tận dụng. Rất khéo léo từ Danh Quốc. Danh Quốc đang cố gắng kiểm soát phần hông của Huy Hoàng. Huy Hoàng là võ sĩ có phần nhỏ con hơn. Anh đang cố gắng chống trả lại sức nặng cơ thể của Danh Quốc. Trúng một nắm ở tình huống trước đó. Anh Tùng Anh có cho rằng Huy Hoàng đã bị choáng. Có vẻ là Huy Hoàng vẫn chưa choáng lắm đây cánh tường ạ. Khi Huy Hoàng vẫn đang có thể chống trả tốt được Danh Quốc ở dưới mặt sàn. Vâng, và bây giờ là những nỗ lực đấm búa của Danh Quốc. Huy Hoàng thi đấu vô cùng thông minh khi anh biết tận dụng dây đài. Anh đạp dây đài ra để thoát khỏi những tình huống sức ép của Danh Quốc. Và bây giờ hai võ sĩ đang chuyển qua đánh đứng. Những pha đổi đòn, những đấm, đòn đấm rất hay của Danh Quốc. Chúng ta lại đây phòng thái thi đấu rất tự tin của võ sĩ gốc đài xanh. Danh Quốc đang giữ cự ly, còn Huy Hoàng đang cố gắng áp sát và áp đặt lối chơi của mình lên đối phương. Đòn đấm tốt của Huy Hoàng. Liên tục là những tình huống đổi đòn gối của hai võ sĩ. Bây giờ là những tình huống câu kéo. Đòn gối của Danh Quốc. Nỗ lực quật ngã từ Lê Huy Hoàng. Huy Hoàng đang chứng minh được dù mình là võ sĩ có phần nhỏ con hơn nhưng anh vẫn đang thi đấu vô cùng sòng phẳng với Danh Quốc. Đúng như vậy. Bây giờ người thực sự ép đài đang là Huy Hoàng. Vẫn tiếp tục là những tình huống giằng co của hai võ sĩ ở phía góc đài. Vẫn không từ bỏ. Quốc ngã thành công cho Huy Hoàng. Tuy nhiên anh lại không giữ được võ vương của mình dưới sàn. Huy Hoàng đang nỗ lực để không cho Danh Quốc có thể ngồi được lên bụng của mình. Không cho đối phương khoảng cách để ra đòn. Danh Quốc vẫn đang lay hoay để có thể áp đặt lối chơi lên Huy Hoàng. Nhưng Huy Hoàng vẫn là một đối thủ không dễ chơi. Anh áp sát người vào phía của Danh Quốc để không cho đối phương của mình tung ra những đòn đấm về phía mặt. Có vẻ Huy Hoàng đang cố gắng để thực hiện triangle. Tuy nhiên Danh Quốc đã thoát khỏi hai cái chân của anh.
rất tốt, còn nắm tốt của Danh Quốc. Huy Hoàng vẫn đang rơi khó khăn trong những nỗ lực của Danh Quốc. Trận đấu hay của cả hai võ sĩ trẻ Danh Quốc và Huy Hoàng. Và Huy Hoàng đã lật được người lại, anh hiện nay đang nằm trên Danh Quốc và trận đấu chỉ còn 10 giây. Và hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc. Và chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu bán kết ở hạng 57kg giữa Danh Quốc và Lê Huy Hoàng. Ở hiệp thi đấu thứ nhất thì hai võ sĩ đã liên tục gây áp lực lên nhau. Và bây giờ người ở trên là Lê Huy Hoàng. Huy Hoàng là võ sĩ nhỏ con hơn, nhưng anh đang gây bất ngờ trước Danh Quốc, khi là võ sĩ có phần thi đấu lấn lướt hơn và thông minh hơn. Rất điềm tĩnh từ võ sĩ gấp này đó. Không hề lúng túng, không hề gấp gáp. Một đòn bẻ chân của Huy Hoàng. Huy Hoàng đang thi đấu vô cùng thông minh. Anh đã nắm được chân của đối phương và tìm thế để đưa đối phương vào thế bẻ chân. Nhưng Danh Quốc vẫn đang chống cự. Đã bắt được cái chân của Danh Quốc rồi. Liệu Huy Hoàng có thể bẻ chân không? Một pha bẻ cổ chân của Huy Hoàng rất tốt. Danh Quốc đã thoát ra. Đúng như những gì anh đã nói trước trận đấu, anh chuẩn bị cho tất cả các mảng kỹ năng. Một đòn bẻ gót chân của... Những lợi thế sởi tay dài của Danh Quốc vẫn đang được tận dụng tối đa khi anh đang bị bẻ chân, nhưng vẫn có thể có những cú đấm về phía đầu của Huy Hoàng. Một trận đấu vô cùng đa dạng vũ khí từ cả hai võ sĩ. Và bây giờ Danh Quốc đã thoát ra. Anh đang có phần nắm được lợi thế khi nằm trên và không phải chịu một đòn khóa nào cả. Bây giờ là áp lực từ Danh Quốc. Thời gian thi đấu ở hiệp 2 này vẫn còn khá nhiều. Đây là một trận đấu vô cùng khó đoán định. Và bây giờ trọng tài đã cho hai võ sĩ đứng lên. Danh Quốc ở trong trận đấu này cần phải sử dụng tốt hơn lợi thế về sải tay và sải chân của mình. Và vừa rồi Huy Hoàng đã đánh cho ngậm răng của Danh Quốc văng ra ngoài. Trọng tài vẫn yêu cầu trận đấu tiếp tục. Và Huy Hoàng rất fair play, anh cho đối phương có thời gian để đeo lại ngập răng. Một hoạt động rất đẹp mắt của hai võ sĩ và bây giờ trận đấu được tiếp tục. Hai võ sĩ đã có những tình huống trao đổi. Thi đấu rất thượng võ. Một đòn đấm tốt của Danh Quốc. Huy Hoàng vẫn đang thu hẹp khoảng cách rồi đối phương. Cú phăng ống chính xác của Huy Hoàng. Chúng ta có thể thấy được phần đùi của Danh Quốc đã đỏ lên sau nhiều cú phá trụ của Huy Hoàng. Liên tục là những tình huống đổi đòn của cả hai võ sĩ. Cả Huy Hoàng và Danh Quốc đều có cái cầm rất cứng. Danh Quốc cố gắng đẩy đối phương ra xa. Huy Hoàng cố gắng tiếp cận. Những đòn phá trụ rất thấm của Lê Huy Hoàng. Liên tục là những cú rờ về chính xác của Huy Hoàng về phía Danh Quốc. Những tình huống tránh né của Huy Hoàng. Huy Hoàng đang thi đấu đúng đấu pháp, anh có thể áp sát được Danh Quốc và đưa ra những cú đấm. Bây giờ là những cú đấm của Danh Quốc về phía Huy Hoàng. Hai võ sĩ đang đọ cằm để hở khuôn mặt và cho đối phương đấm vào đầu của nhau. Nhưng mà trao đổi đòn không biết mệt mỏi thì hai võ sĩ trẻ. Một nỗ lực quật ngã của Lê Huy Hoàng. Và bây giờ Huy Hoàng đang ép Danh Quốc vào dây đài và nỗ lực đưa đối thủ của mình xuống mặt sàn một lần nữa. Có vẻ sẽ là một pha bốc đôi. Chính xác, đó là một pha bốc đôi. Và Huy Hoàng đã thực hiện được ý đồ, anh đã được Danh Quốc xuống sàn. Danh
Danh Quốc đã không phòng thủ trong tình huống đó khi mà Huy Hoàng nắm được hai chân của mình. Tuy nhiên bây giờ Danh Quốc lại là người kiểm soát được vị trí. Anh đang tung một series đòn vào mặt của Huy Hoàng. Huy Hoàng vẫn đang chống đỡ trước những cú đấm từ trên đấm xuống như búa bổ của Danh Quốc. Liệu có một chiến thắng cho Danh Quốc không khi Huy Hoàng vẫn đang rất lì lợm. Tiếp tục series, một series đòn. Một series đòn cho Danh Quốc. Và đã có knock vào kỹ thuật cho Danh Quốc. Và tôi xin chúc mừng chiến thắng này thuộc về Danh Quốc.